Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Radiant. Nội dung chuyên mục tổng hợp tin tức xe máy hôm nay, mình sẽ cập nhật giá cả, chương trình khuyến mãi cũng như trả góp cho dòng xe Yamaha Exciter 150 phiên bản 2020 này, cũng như giới thiệu sơ lược một màu xanh ngọc bên mình đã đổ lại cho phiên bản này, nhìn rất là đẹp. Đó, các bạn thấy không, trước mặt các bạn đây. Bạn nào xem xong clip đừng quên đăng ký kênh cũng như like clip để ủng hộ mình nha, và cập nhật những thông tin mới nhất về xe máy nha các bạn. Kênh mình cũng có cập nhật một số dòng xe cổ nữa. Bạn nào có nhu cầu cũng như sở thích về xe cổ có thể vào kênh mình tham khảo nha. Rồi bây giờ mình sẽ quay sơ lược phiên bản đổ màu xanh ngọc này nha các bạn. Nhìn rất là đẹp, rất là nổi bật luôn. Bên mình đổ theo nhu cầu của khách hàng nha. Đó, đây là phần mặt trước của xe nè. Nói chung là màu này đang được rất là nhiều bạn ưa thích luôn, nên bên mình mới sơn lại như vậy. Đó, mình sẽ quay sơ lược cho bạn xem nha. Bánh mâm phía dưới này cũng được đổ lại luôn nè, là màu xanh da trời nha các bạn. Bên mình chỉ đổ lại sơn màu với lại một số phụ kiện thôi nha, còn động cơ chi tiết máy thì vẫn giữ nguyên nha các bạn. Phía dưới đây là phần cần số nè. Thì phần gắt chân này bên mình khi nào mà mua xe bên mình sẽ gắn nha, chứ không phải là không có đâu. Đó, tại vì gắn vô sợ chân xe nó dướng á, nên bên mình tháo ra bớt. Nay mình quay mặt không nhưng mà các bạn xem luôn nha. Đó, đây là mặt không của nó nè. Tiếp theo mình sẽ quay mặt không bên phải của xe luôn nha. Cái mặt mà có bên ống bô xe đó. Đó, bạn thấy chưa? Nhìn rất là đẹp luôn. Thì hiện tại mình đang có mặt tại cửa hàng Honda Giáp Bình Dương nha. Và cửa hàng này đang bán phiên bản Yamaha Exciter 150 này với mức giá là khoảng 45 triệu 500 ngàn đồng đến 46 triệu nha các bạn, tùy từng phiên bản. Còn về vấn đề trả góp á, các bạn chỉ cần trả trước khoảng 5 triệu thôi là các bạn có thể lấy xe về rồi. Nói chung là trả trước tầm 10% giá trị chiếc xe đó các bạn. Còn bạn nào mà trả trước tầm 50% là được nhận ngay cả vẹn gốc nha. Còn về vấn đề lãi suất cũng như trả góp hàng tháng như thế nào á, các bạn phải đến tận cửa hàng nha các bạn để được nhân viên ngân hàng tư vấn nha. Tùy từng ngân hàng mà có mức lãi suất cũng như trả góp hàng tháng khác nhau. Thủ tục thì rất là đơn giản, chỉ cần chứng minh nhân dân cộng bằng lái hoặc là chứng minh nhân dân cộng hộ khẩu thôi các bạn. Chỉ cần các bạn không bị nợ xấu là ok thôi à. Bạn nào có nhu cầu mua xe ở khu Bình Dương cũng như các tỉnh thành lân cận có thể liên hệ theo số điện thoại 0329 55 666 gặp anh Cần nha các bạn. Số điện thoại mình để dưới góc trái video màn hình nha. Cửa hàng nằm ở khu Bình Dương ngay chợ Hội Nghĩa luôn nha các bạn. Và như vậy là mình vừa tổng quan chi tiết cũng như giá bán và trả góp cho phiên bản Yamaha Exciter 150 này. Thì bạn nào xem xong clip đừng quên đăng ký kênh cũng như like clip để ủng hộ mình nha. Và cập nhật những thông tin mới nhất về xe máy nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Xin chào và tạm biệt tất cả mọi người.